Tất cả thí sinh của chúng ta hiện đang trong phòng chờ và không hề biết ai sẽ là người thi trước, bởi vì những người thi trước luôn có lợi thế, họ giảm cân tốt hơn. Đó chính là Chí Lễ. Bốn tuổi thì bắt đầu mình phát triển, đi khám bác sĩ thì người ta nói là nặng là do xương của mình hơi bị to. Hiện tại là số ký đã lên tới 115 rồi. 5 giờ sáng thì mình dậy, mình phụ mẹ mình dọn hàng. Đến tầm khoảng 6 giờ thì mình bắt đầu nhận những cuộc điện thoại. Ở những khu game nó có những cái máy trò chơi, nếu mà nó trục trặc thì mình sẽ tới mình giải quyết những cái máy đó. Công việc mình đang làm là một kỹ thuật viên ở các khu game dưới dạng là lưu động. Mình nhớ có một lần đi chơi với những người bạn, trong cái buổi đi chơi đó thì thường thường thì gặp những cô gái, mình thì mình không có phản ứng gì hết, nhưng các bạn đó lại phản ứng, đó là mày mập quá, mày khiến người ta sợ, người ta bỏ đi hết, khiến cho mình cảm giác rất là buồn. Những người có số cân nặng bình thường họ nhảy đó là chuyện bình thường, nhưng đối với mình có cái cân nặng khá nặng mà mình vẫn nhảy được thì mình cảm giác là mình phi thường rồi, nên là mình rất là tự tin. Suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời gì mà đợi chờ, nhiều lần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương, em nhớ, em tất cả là em, còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Xin cảm ơn phần biểu diễn rất là hấp dẫn của Chí Lễ và Kim Anh. Bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng chờ xem lời nhận xét của ban giám khảo. Anh John Huy Trần nói trước đi ạ. Anh thấy cái bài này rất là dễ thương nè, tụi em diễn với nhau rất tốt. Và anh thấy tụi em kết hợp với nhau đối với cái động tác và cái cách tụi em diễn, anh rất thích. Cảm ơn các bạn. Trước tiên là các bạn đã lựa chọn cái nền nhạc nền bằng tiếng hát của Hưng với ca khúc này. Bạn nữ là một người rất là có nghề, cho nên là cái việc mà diễn tả không hề khó. Tuy nhiên đối với lại Lễ là một sự thử thách. Cái câu chuyện của tụi em đưa ra được vấn đề, nhưng mà bản thân tụi em xử lý vấn đề nó chưa tới nơi tới chốn. Tuy nhiên cái kết là một cái cú đáp trả rất là đẹp, bởi vì ai cũng là một người tham hết và cũng sẽ có cái kết quả bất ngờ. Chúc mừng em. Vị giám khảo cuối cùng của chúng ta, anh Hoài Linh, sao mặt anh căng quá vậy? Đâu có căng đâu, tôi thấy mọi người chịu khó gì thích. Tôi thấy khi Chí Lễ xuất hiện thì tôi nghĩ là những cái nhảy nhót của em nó sẽ không gọn gàng, nhưng mà khi em làm á thì anh thấy nó rất gọn gàng. Chí Lễ có một điều là may mắn là em có một partner tốt, cho nên là cái bài của em anh thấy cũng rất là hấp dẫn. Còn về cái phần nền nhạc của ai thì không quan trọng lắm. Cái quan trọng là dùng cái nền nhạc đó mà các em có những cái động tác nó rất là ngộ nghĩnh. Vâng, cảm ơn anh Hà Linh. Và bây giờ là phần cho điểm của ban giám khảo dành cho Chí Lễ. Anh John Huy Trần sẽ cho mấy điểm ạ? 6 điểm. Vì là các em là người thi đầu tiên sẽ chịu nhiều áp lực, nên tôi vừa quyết định thay đổi, tôi sẽ tăng lên một điểm, đó là 7 điểm. 7 điểm. Tại cái đó là nền nhạc của người ta cho nên người ta tăng.
Thì tôi giảm hả? Tôi vẫn giữ y chang như cái suy nghĩ của tôi lúc đầu. Tôi lấy số 6 thôi. Điểm trung bình của bạn là 6,3 điểm. Xin chúc mừng bạn. Vâng, sau cái phần thi này thì chúng tôi cũng khuyến khích người chơi là nên chọn nhà của những vị giám khảo ngồi đây. Tôi thấy Trường Giang xuống vậy là bậy. Đúng rồi anh. Dạ. Mấy bạn thí sinh ở trong đó đừng nghe. Chị Lệ ơi, đây mới chỉ là một nửa số điểm của bạn thôi. 50% số điểm còn lại phụ thuộc vào chiếc cân ở đằng kia kìa. Kim Anh hãy mời bạn diễn của mình bước lên chiếc cân. Thí sinh Chí Lễ, cân nặng cũ 113,4 kg, cân nặng hiện tại 109 kg, nghĩa là bạn đã giảm 4,4 kg, tương đương 3,9%. Xin chúc mừng bạn. Điểm của bạn tổng cộng là 10,2. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là tiết mục đầu tiên vừa kết thúc. Quý vị hãy nhắn tin bình chọn và gửi về 6370 để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng.